Con vừa ra tay đi vườn rồi, cô bảo con gái nó ăn gì đấy?
dám có nghe lời mẹ không các bạn? À không, vậy thì chú đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng chú gặp điều gì? Con phải đi theo đàn, đi theo mẹ.
không được bay ra đi một mình mà con cáo ăn thịt đấy. Con gương dạng dối dít, vâng ạ. Nhưng vừa ra khỏi cổng nào thì chú thị sáng đã quên ngay lời mẹ rằng chú lẹp đi chơi một mình, làm toàn hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng chú đến một cái ao có rất là nhiều tôm cá, đứng trên bờ nhìn xuống từng đàn cá tôm bơi lội tung tăng. Bye.